Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn máy tiệt trùng hạt thủy tinh có model là STGB300A, hãng sản xuất là Belvapic, được sản xuất tại Trung Quốc. Máy này có thiết kế nhỏ gọn, xinh xắn, có màu rất là tươi. Máy này có phạm vi nhiệt độ là từ 100 đến 300 độ C, độ chính xác nhiệt độ là nhỏ hơn hoặc bằng 5 độ C, có độ nóng là dưới hoặc nhỏ hơn hoặc bằng 25 phút, nhiệt độ phòng đến 300 độ C, kích thước bể là 40 đến 80 mm, công suất hạt là 150 gram. Công suất máy là 120W, có nguồn điện là AC100, tương đương với 120V, AC200 là tương đương với 240V. Có kích thước, máy này có kích thước nhỏ là tầm 135mm dài, còn rộng là 150m, cao là 155m. Có trọng lượng là 3kg, hơn 3kg. Máy này được nhập khẩu và phân phối bởi công ty Khang Kiên. Các bạn có nhu cầu mua máy xin vui lòng liên hệ website khangkien.com.vn hoặc số điện thoại 0902 959 547. Xin chào và hẹn gặp lại.